Xin chào các em, học sinh lớp 9. Hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em bài học hệ thức VS và các ứng dụng, là bài học số 6 trong chương 4 đại số lớp 9, sách giáo khoa toán tập 2, trang 50. Trước tiên chúng ta cùng ôn lại công thức nghiệm của phương trình bậc 2 một ẩn x. Phương trình ax bình cộng bx cộng c bằng 0 a khác 0. Có delta bằng b bình trừ 4ac. Xét ba trường hợp của delta, nếu delta nhỏ hơn 0, kết luận phương trình vô nghiệm. Nếu delta bằng 0, thì phương trình có nghiệm kép, nghiệm x1 bằng nghiệm x2 bằng trừ b trên 2a. Delta lớn hơn 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt, x1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a, x2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Và từ kết quả của x1 và x2 như thế, các em có thể tính được tổng và tích của x1 và x2. Dùng phép cộng hai phương thức cùng mẫu, các em dễ dàng tính được x1 cộng x2 bằng trừ b trên a. Khi thực hiện phép nhân hai phương thức, các em sẽ kết hợp thêm quy tắc dấu ngoặc để chúng ta có thể xuất hiện dạng tích hai đa thức của hằng đẳng thức a cộng b tất cả nhân a trừ b bằng a bình trừ b bình. Khi đó chúng ta sẽ được biểu thức trừ của delta trừ b bình trên 4a bình phương. Lúc này các em nhớ delta là bằng biểu thức b bình trừ 4ac. Chúng ta thay delta vào biểu thức, chúng ta được sau khi thu gọn đó là c trên a. Vậy các em thấy mặc dù chúng ta không cần biết nghiệm của x1 và x2 là bao nhiêu, chúng ta cũng có thể tính được tổng của hai nghiệm là trừ b trên a và tích của hai nghiệm là c trên a, và đó cũng chính là nội dung của định lý VS. Nội dung của định lý VS được phát biểu: nếu phương trình bậc 2 có nghiệm thì tổng và tích của hai nghiệm được tính bởi công thức x1 cộng x2 bằng trừ b trên a, x1 nhân x2 bằng c trên a. Vậy vấn đề đặt ra làm thế nào để chúng ta có thể biết phương trình bậc 2 đó có nghiệm? Cô cũng xin nhắc cho các em dấu hiệu để nhận biết phương trình bậc 2 có nghiệm, đó là delta lớn hơn hoặc bằng 0, hoặc a và c trái dấu. Từ định lý VS cho chúng ta thấy nếu phương trình bậc 2 có nghiệm và chúng ta không biết giá trị các nghiệm là bao nhiêu, nhưng chúng ta có thể biết được tổng và tích hai nghiệm của phương trình bậc 2 đó. Từ đó chúng ta có thể ứng dụng để tìm nghiệm của phương trình bậc 2 bằng cách như sau. Chúng ta xét ví dụ thứ nhất, cho phương trình 4x bình trừ 5x cộng 1 bằng 0. Việc đầu tiên chúng ta xác định cho bài toán phương trình này đó là các hệ số A, B, C. Hệ số A bằng 4, B bằng âm 5 và C bằng 1. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ đi so sánh tổng A và C với B. So sánh tổng A và C với B. Thì chúng ta nhận ra được rằng là A cộng C là đối với B. Rõ ràng A bằng 4, C bằng 1, tổng A và C bằng 5, trong khi hệ số B bằng âm 5. Như vậy chúng ta thấy hai kết quả là hai số đối nhau. Khi chúng ta thấy hai kết quả là hai số đối nhau, chúng ta sẽ cộng hai kết quả đó lại, tức là A cộng B cộng C bằng 0. Và khi chúng ta có các hệ số A cộng B cộng C bằng 0, chúng ta sẽ sử dụng dạng nhẩm nghiệm đầu tiên, đó là nếu phương trình bậc 2 có A cộng B cộng C bằng 0 thì nghiệm 1 bằng 1, nghiệm 2 bằng C trên A. Lúc này ví dụ 1,
Phương trình có nghiệm là x1 bằng 1 và x2 sẽ bằng c trên a, tức là bằng 1/4. Chúng ta xét tiếp ví dụ số 2. Cho phương trình 7x bình cộng 10x cộng 3 bằng 0. Điều đầu tiên, chúng ta cũng đi xác định hệ số ABC của phương trình. Chúng ta có lần lượt 7, 10 và 3. Bước tiếp theo, chúng ta so sánh A cộng C với B. Chúng ta nhận thấy A cộng C với B bằng A cộng C bằng với B, đều bằng 10. Và nếu gặp trường hợp A cộng C bằng B thì các em sẽ thực hiện A trừ B cộng C bằng 0. Và nếu như phương trình bậc 2 có hệ số A trừ B cộng C bằng 0 thì nghiệm thứ nhất bằng âm 1, nghiệm thứ hai bằng C trên A. Vậy ví dụ 2, phương trình này có nghiệm thứ nhất là âm 1 và nghiệm thứ hai là trừ 7/3. Chúng ta quan sát lại hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, phương trình bậc 2 nếu có các hệ số ABC cộng lại bằng 0 thì nghiệm 1 bằng 1 và nghiệm 2 bằng C trên A. Đây chính là ứng dụng đầu tiên của hệ thức VS. Trường hợp thứ hai, nếu phương trình bậc 2 có A trừ B cộng C bằng 0 thì nghiệm thứ nhất là bằng âm 1, nghiệm thứ hai bằng C trên A. Đây chính là trường hợp ứng dụng hệ thức VS thứ hai. Cô chuyển tiếp qua một cái nội dung thứ 3 của bài học, đó là giới thiệu cho các em định lý được xem là định lý đảo của định lý phi F. Nếu hai số có tổng là S và tích là B thì hai số đó sẽ là nghiệm của phương trình bậc 2 x bình trừ SX cộng B bằng 0. Chúng ta xét ví dụ số 3. Tìm hai số X và Y, biết X cộng Y bằng 7, X nhân Y bằng 10. Để vận dụng định lý chúng ta mới vừa nêu, chúng ta sẽ đặt S bằng X cộng Y bằng 7 và đặt B bằng X nhân Y bằng 10. Khi đó hai số X, Y cần tìm là nghiệm của phương trình X bình trừ 7X cộng 10 bằng 0. Để giải phương trình X bình trừ 7X cộng 10 bằng 0, chúng ta sử dụng công thức nghiệm, tức là chúng ta đi tính delta. Và chúng ta thấy delta lớn hơn 0, tức là phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất bằng 5, nghiệm thứ hai bằng 2. Như vậy chúng ta kết luận được hai số cần tìm x, y là hai giá trị x1 và x2 của các phương trình x bình trừ 7x cộng 10 bằng 0 này. Vậy lúc này chúng ta kết luận hai số cần tìm là x bằng 5 thì y tương ứng bằng 2, hoặc x bằng 2 thì y bằng 5. Hoặc các bạn có thể kết luận ngắn gọn hơn, đó là hai số cần tìm là 5 và 2. Để kết thúc bài học ngày hôm nay, các em cần nhớ rằng bằng cách so sánh B với tổng của A và C, các em sẽ chọn lựa cho mình công thức đúng để nhẩm nghiệm phương trình bậc 2. Và để giúp các em khắc sâu thêm kiến thức cô vừa cung cấp, các em sẽ về nhà thực hiện các bài tập 26, 27 và 28 sách giáo khoa trang 53. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Chúc tất cả các em học tập thật tốt. Xin thân ái chào tất cả các em.